Để có được gói bảo hiểm của Apple, hay còn gọi là Apple Care Plus, thì anh em phải bỏ ra từ 3 cho đến 5 triệu đồng. Khi đấy, anh em sẽ được thay thế linh kiện và sửa chữa miễn phí. Còn với Hoàng Kiên, anh em không cần phải bỏ ra bất kỳ một chi phí nào mà vẫn có được gói bảo hành rơi vỡ sửa chữa miễn phí trong 1 năm. Anh em chỉ cần bỏ ra một số tiền ban đầu để mua về một chiếc máy và nhận lại được hàng ngàn chế độ bảo hành, bảo hiểm, hậu mãi, cực kỳ có lợi. Cam kết không zin, hoàn tiền, tặng máy. Và anh em có thể mang đi bất cứ nơi đâu để kiểm tra. Mua máy sẽ được bảo hành trong vòng 12 tháng. Line new, em đổi line new. New seal, em đổi new seal. Thay pin miễn phí, không giới hạn số lần trong vòng 1 năm. Rơi vỡ, rơi nước, được sửa chữa hoàn toàn miễn phí. Riêng màn hình, tỷ lệ chảy bực em hỗ trợ 50% giá gốc. Nếu máy của anh em rơi vỡ, không thể sửa chữa được nữa, em hỗ trợ nhập vào bằng 50% giá đang bán để anh em có thể đổi ngang dòng hoặc lên đời. Ví dụ, anh em đang dùng 12 Pro Max, Hoàng Kiên đang bán là 14 triệu. Nếu chẳng may anh em làm rơi vào nước, không thể cứu được, hỏng toàn bộ linh kiện thì Hoàng Kiên sẽ hỗ trợ thu vào là 7 triệu. Và khi đấy, anh em chỉ cần bỏ ra 7 triệu để có thể đổi sang một con 12 Pro Max khác và full tất cả các gói bảo hành hậu mãi. Bảo hành lock trọn đời, kể cả là anh em có dùng từ 10 năm, thậm chí là 20 năm. Reset bảo hành chỉ với phí 500.000. Tức là anh em mua một con máy được bảo hành trong vòng 12 tháng. Gần hết bảo hành, anh em chỉ cần bỏ ra 500.000 sẽ được đổi sang một con máy khác và reset lại gói bảo hành trong vòng 12 tháng tiếp theo. Lên đời, Hoàng Kiên thu vào 100% giá bán lẻ, bán lại luôn thu vào bằng 90% giá web. Cho dù ấy là máy của anh em có hết hạn bảo hành 5 năm hay là 10 năm, Hoàng Kiên cam kết luôn mang đến những sản phẩm chất lượng cùng chính sách bảo đảm quyền lợi cho khách hàng. Anh em nào đã và đang sử dụng máy của Hoàng Kiên ấy, thì hãy cho em xin một chút cảm nhận và đánh giá ở phía bên dưới phần comment này nhé.